Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sun TV. Hôm nay hãy cùng mình vẽ tranh biển nhé. Trời mùa hè nóng rồi, chúng ta cùng đi biển nha. Các bạn hãy kẻ một cái khung màu đen cho một tờ giấy hình chữ nhật nằm ngang như thế này, rồi chúng ta vẽ tô màu cho nó đẹp nhé. Và chúng ta sẽ vẽ những đường cong để tạo hình thân cây dừa, sẽ nghiêng về phía bên phải và những tán lá dừa nữa, cực kỳ là dễ luôn. Quan trọng nhất là cái khúc chúng ta tô màu cho nó đẹp đấy. Các bạn nhớ theo dõi hết clip của mình, lấy giấy bút ra và vẽ cùng mình nhé. Chúng ta sẽ vẽ hai quả dừa nhé. Các bạn có thể vẽ nhiều hơn cũng được, nhưng mà chắc cũng chỉ được 3 quả thôi, chứ nhiều quá thì cũng không có chỗ để vẽ. Và chúng ta sẽ vẽ những cái khớp ngấn ở trên thân cây dừa nha. Các bạn hãy vẽ những cái đường lượn sóng như thế này, đây chính là cái sóng biển xô vào bờ cát đấy các bạn ạ. Và khúc này chúng ta dừng lại để chúng ta sẽ vẽ một chiếc ô tránh nắng để cho những người đi du lịch, người ta ngồi ở dưới có một chiếc ghế và người ta ngồi để người ta sưởi nắng đấy mọi người ạ. À phải gọi là tắm nắng chứ nhỉ, mình thì chưa đi biển bao giờ đâu, các bạn đã đi bao giờ chưa? Mình thì ở miền Bắc, ở Phú Thọ ấy, hơi xa biển một chút cho nên là cũng lười đi ấy. Mình cũng ngại đi xa ấy, chứ nếu mà gần thì chắc cũng đi thử xem thế nào. Thực ra thì mình sợ nước lắm, mình thấy nước biển chắc là mình không dám ra bên ven bờ đâu các bạn ơi, trông sợ lắm. Ở vị trí này chính là chiếc ghế đấy các bạn ạ. Chiếc ghế sẽ có một phần tựa, một phần nằm ngả để chúng ta nằm lên trên, và sẽ có bốn chân ở phía dưới. Đây chính là những cái đường kẻ ở giữa để thông gió và chúng ta ngồi chúng ta cảm thấy mát hơn ấy. Và chúng ta hãy vẽ bốn cái chân như thế này nhé. Hai cái chân ở phía kia thì sẽ ngắn hơn và view khuất hơn đấy các bạn ạ. Mình sẽ vẽ thêm một chiếc thuyền ở đây, một chiếc thuyền vẽ theo kiểu rất là đơn giản. Chúng ta sẽ vẽ hai cánh buồm như hai chiếc lá ở trên thôi. Thật là dễ đúng không nào? Vẽ cái bức tranh như thế này thì vẽ thì nhanh thôi các bạn ơi, nhưng mà tô màu thì hơi lâu một chút. Và tô màu nó sẽ quyết định bức tranh của bạn có đẹp hay không. Đây chính là những ngọn núi nhé các bạn, và chúng ta sẽ vẽ một ông mặt trời. À, có lẽ là buổi chiều tối đã chuẩn bị lặn rồi, buổi chiều hoàng hôn, và một chút những con chim bay ở trên bầu trời như thế này. Các bạn hãy dùng màu xanh nước xanh lá cây đậm để chúng ta tô phần lá của cây dừa, phần quả dừa, còn dùng phần nâu để tô phần thân cây nhé. Phần cỏ các bạn có thể tô theo kiểu là dùng màu xanh đậm tô ở phía dưới, còn phần chóp đỉnh của cỏ thì chúng ta dùng màu xanh lá mạ để chúng ta tô nhé, cho nó nhạt dần. Còn đối với cái ô thì chúng ta sẽ dùng nhiều màu sắc khác nhau, chúng ta phối hợp sao cho đẹp nha.
này là mình không biết dùng màu gì tô, nhưng mình tô đại cái màu này nó hơi nhạt. Tí nữa mình sẽ dùng màu đậm hơn để tô lại các bạn ạ. Mình sẽ tô chỗ đó ở khúc cuối đấy, còn các bạn có thể dùng màu nào mà các bạn yêu thích nha. Nhưng nên dùng cái màu đậm đậm một chút cho nó hay hơn. Còn ô mặt trời thì đã mặt trời sắp lặn thì chúng ta sẽ dùng màu đỏ đậm nhé, hoặc có thể là màu cam đỏ cũng được. Còn bên ngoài thì chúng ta sẽ tô những cái ánh sáng cuồng sáng màu cam, màu vàng bên ngoài sau ấy. Bây giờ chúng ta sẽ tô phần biển trước nhé. Phần biển thì chúng ta sẽ tô màu xanh đậm ở bên trong và bên trên mép, và sẽ nhạt dần ở phía bên rìa bên lớp sóng ấy, tức là giáp với bờ ấy, thì chúng ta sẽ nhạt dần nhé. Giống như ở các bạn mà đi biển rồi thì sẽ biết đúng không nào, khi mà nước biển là gần vào bờ cát thì nó sẽ không có màu xanh đậm nữa. Các bạn hãy tô thật là đều nhé, và đậm sau đó nhạt dần, đừng để lỗ những cái ngấn để trông nó mất tự nhiên nha. Núi thì chúng ta có thể dùng những cái màu như là màu rêu, màu nâu, màu nâu đất, màu nâu đỏ để chúng ta tô, hoặc là màu xám. Nói chung là chúng ta sẽ tô đậm cái rìa ở bên ngoài, sau đó nhạt dần vào bên giữa nhé mọi người. Mọi người có thể dùng nhiều màu khác nhau, mọi người phối cho nó nhạt dần. Thank you.
Lần lượt thì bên ngoài là màu cam, sau đó nhạt dần đến màu vàng. Màu vàng sau đó lại dùng màu vàng nhạt nữa, tức là cái tia nắng nó sẽ nhạt dần ấy mọi người. Sau đó thì phần trên đỉnh bầu trời mình lại dùng màu xanh nha. Mình sẽ tô bằng màu đậm để mình tô cái phần giống như kiểu là bóng ấy, bóng của những cái vật thể như là cái ô, cái ghế và cái dừa nữa đấy các bạn ạ. Mình sẽ tô vào một hướng cùng hướng với nhau nhé. Ví dụ cây dừa mình để vị trí nó đổ cái bóng nó hướng xuống dưới như thế này này. Đấy, thế mình mọi người nhìn thấy là mình đổ cái bóng dừa xuống bên dưới như thế này này. Đấy.
thì bóng của cái ô và cái ghế nó cũng sẽ có hướng tương tự nhé, chứ không thể nào là mỗi vật thể là một hướng khác nhau được, vì ánh nắng chỉ chiếu về một hướng thôi các bạn ạ. Đây là nền đất, nền cát thì mình có thể dùng màu nâu, màu đỏ, màu nâu đỏ ấy, màu cam đất, màu vàng để chúng ta phối với nhau, chúng ta tô đậm ở phía bên trong và nhạt dần ở phía bên ngoài giống như là biển đấy các bạn ạ. Bạn muốn mình vẽ tranh phong cảnh về đề tài gì thì các bạn hãy comment xuống bên dưới để mình ra clip tiếp theo nhé. Vậy là mình đã vẽ xong bức tranh về biển rồi, chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.